Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến kênh sẻ kiến thức của API Academy. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái công cụ dùng để giao cắt khối ở trong SCAP có tên là Solitool. Thì cái tác dụng của lệnh Solitool nó sẽ như sau. Ở đây thì mình có tổng hợp sẵn cho mọi người về các cái tác dụng của khối Solid, và mình sẽ giải thích lần lượt từng cái chức năng một có trong cái công cụ này. Đầu tiên thì mọi người sẽ mở một cái file SCAP lên. Và mọi người muốn hiện lên công cụ có tên là Solitool ấy thì có hai cách. Cách 1 là mọi người sẽ vào phần View Toolbar và vào phần Toolbar chọn công cụ có chữ SC có tên là Solitool. Đây. Cách 2 là nếu mọi người đã hiện một cái công cụ nào đấy ở trên màn hình rồi, mọi người muốn khởi chạy hiện lên cái công cụ đấy thì mọi người sẽ chuột phải, chọn là Solitool. Đó. Và mình sẽ ghim công cụ ở đây. Ở đây thì cách dùng với công cụ nó sẽ như sau. Thứ nhất là điều kiện để mà mọi người dùng được công cụ đấy, là mọi người cần những cái khối là khối solid, có nghĩa là cái khối này một là không được thừa nét. Đấy, một là không có nét thừa. Và cái thứ hai là không bị hở. Thí dụ khối solid có nghĩa như nào? Là giả sử mình tạo một đây một group thì người ta gọi là một khối. Và trong cái khối này nếu nó đều kín như này và nó không có nét thừa thì người ta gọi là khối solid. Còn trong trường hợp thứ nhất nó thừa nét như này. Đấy, nó thừa cái nét các thứ như này rất là lung tung. Cái thứ hai là nó hở thì nó sẽ là khối hở và nó không phải là khối solid, khối đặc. Em hình dung vậy. Vậy điều kiện để mọi người thực hiện được cái lệnh này là các đối tượng của mọi người phải là khối solid. Cái lệnh này nó sẽ có tác dụng dùng để giao cắt hợp khối giữa các đối tượng là khối solid với nhau. Mình thí dụ mình có hai đối tượng như này. Ở đây thì mọi người sẽ sử dụng công cụ như sau. Cái đầu tiên là hợp giữa hai khối thì cách làm nó sẽ đơn giản như sau. Mọi người chọn hai cái khối solid mọi người muốn hợp. Sau đó mọi người tích vào công cụ đầu tiên là công cụ outer cell là hợp khối. Mình tích công cụ đầu tiên này. Lập tức mọi người vào trong, mọi người ẩn cái mặt phẳng này đi. Anh em sẽ thấy là đây sẽ là hai khối liền nhau. Đó. Cái thứ hai là giữ lại phần giao nhau của hai khối. Mình cũng làm tương tự như cái công cụ số 1 là chọn hai đối tượng. Sau đó mình tích vào công cụ số 2 là giữ lại phần giao nhau của hai khối. Intersect tích đây. Thì lập tức là nó sẽ mất hai đối tượng và chỉ giữ lại phần giao nhau của hai cái khối solid này thôi. Công cụ số 3 thì tác dụng nó y hệt như công cụ số 1, nó là hợp khối, nhưng nó hợp khối ở cái mức độ là phức tạp hơn, có tên là onion. Đó. Công cụ thứ 4 nó có tác dụng là subtract, tên của nó là subtract, tác dụng của nó là cắt khối. Và mọi người có thể là tích của công cụ này, sau đó tích vào đối tượng thứ 1, nó sẽ hiện số 1 này. Sau đó tích vào đối tượng số 2 thì mọi người thấy là đối tượng thứ nhất nó sẽ đục đối tượng thứ hai và nó sẽ xóa đối tượng thứ nhất đi. Cái này là đối tượng thứ một sẽ đục đối tượng thứ hai và xóa đối tượng thứ nhất đi nhé. Và điều kiện là vẫn là hai khối đối tượng này phải là cùng là group hoặc component và cùng là khối solid. Thì công cụ số 4 này mọi người chỉ cần tích vào đây, tích đối tượng thứ một, tích đối tượng thứ hai là nó sẽ lấy đối tượng một đục đối tượng hai và xóa đối tượng thứ một đi nhé. Tiếp tục là công cụ số 5 thì tác dụng của nó là y hệt như công cụ số 4. Tác dụng y hệt công cụ số 4, cách dùng cũng y hệt, là người tích vào công cụ số 5 này, tích vào đối tượng thứ 1, tích đối tượng thứ 2. Nhưng bây giờ thay vì nó xóa đối tượng 1 đi thì nó sẽ giữ nguyên đối tượng 1. Đấy, nó chỉ khác như vậy thôi, còn cách dùng vẫn tương tự. Công cụ số 6 là nó sẽ chia hai cái đối tượng này giao nhau, thì nó sẽ chia hai cái đối tượng này thành 3 phần. Phần 1, phần giao nhau và phần 2. Đây mọi người chỉ cần chọn hai đối tượng nhé. Mọi người tích đây phát, tích công cụ số 6 phát là nó sẽ tách khối thành các phần. Đây, đây là một khối. Đây, là một khối.
và đây là một khối. Mà hình dung như vậy. Và công cụ Solid Tool này được hiểu đơn giản là dùng để giao cắt khối, và mình dùng rất là nhiều nhé. Trong đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái ứng dụng của cái phần Solid Tool. Thí dụ như là mọi người muốn vẽ cái cột, nhưng mà cái cột này không phải là tròn xoay, mà là mọi người muốn vẽ cái cột là 1/4 của hình tròn chẳng hạn. Đấy, hay là mọi người muốn vẽ cái cột là một nửa của hình tròn chẳng hạn. Tại sao lại như vậy? Thì nếu mọi người đã gọi là vẽ thử rồi thì anh em sẽ thấy. Giả sử mình vẽ một cái đối tượng nó như này. Mình sẽ thí dụ nhé. Đây, thí dụ vậy. Xong mình quay lên. Mình muốn vẽ một đối tượng tròn xoay, thứ nhất mình cần cái mặt phẳng cắt của đối tượng đó. Cái thứ hai là mình cần một hình tròn nằm ngang vuông góc mặt phẳng đó. Và trung tâm, tâm của cái hình tròn trùng với cái trục quay. Cái thứ ba, mọi người chọn cái đường dẫn này, tích vào follow me này và tích vào mặt phẳng thì sẽ được kết quả này. Nhưng nếu mọi người muốn vẽ nửa hình tròn thì sao? Đây, mình sẽ vẽ nửa hình tròn nhé. Rõ ràng mọi người thấy là mình đã vẽ ra nửa hình tròn rồi. Mình chọn nửa hình tròn, mình vẫn follow me và mình tích đây. Nhưng mọi người lập tức thấy nó bị lỗi. Lý do tại sao nó bị lỗi thì có rất nhiều thứ mà nó ảnh hưởng. Một là do cái mặt phẳng này luôn luôn nó vuông góc, luôn luôn nó vuông góc 90 độ với cái đường dẫn, nên thành ra là mọi người xoay này nó bị lỗi là đúng rồi. Còn nếu mọi người muốn đục một nửa ấy, thì đơn giản thôi. Mọi người hãy chia mặt phẳng đây. Một là anh em chia mặt phẳng như này. Đấy, sau đấy là mọi người đục từ trên xuống dưới. Đây, đục từ trên xuống dưới nhé. Thì nhiều khi là nó bị lỗi. Hoặc là đơn giản là mọi người chọn cái cạnh này mọi người di chuyển vào, nhưng nói chung là nó cũng hay bị lỗi, nên là gần như cách này không được. Thì cách mình làm như sau. Thứ nhất là mọi người cứ tạo ra một cái cột mà nó xoay một góc nó 360 độ. Điều kiện là cái cột này nó không có nét thừa. Cái thứ hai là nó không bị hở và nó là một khối solid. Sau đấy mọi người sẽ tạo một khối. Thí dụ mình muốn tạo ra một cái cột mà nó chạy 1/2 ạ, thì mình sẽ tạo ra một cái khối hình chữ nhật như này, hay hình vuông hay hình gì cũng được, tạo khối như này. Sau đấy mọi người sẽ để cái khối này giao cắt với cái cột của mọi người và group lại. Hai khối này phải cùng là group hoặc com nhé. Và nhớ là hai đối tượng đều là đối tượng solid. Thì bây giờ mình muốn giao cắt khối, muốn cắt đi một nửa cái hình cột này. À, mình sẽ hiện nét ẩn cho mọi người dễ quan sát nhé. Muốn cắt đi một nửa cái cột này. Đấy, và xóa cái đối tượng hình chữ nhật đi đúng không? Thì mình sẽ tích vào công cụ số 4 là subtract, là lấy đối tượng 1 trừ đối tượng 2 và xóa đối tượng 1 đi. Thì mình tích đây nhé. Tích vào đối tượng số 1 này. Tích đối tượng số 2 này. Đấy, lập tức mọi người thấy là mình đã vẽ được một nửa cái cột. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là nếu mọi người muốn vẽ 1/4 chẳng hạn thì sao? Thì mọi người cũng vẽ tương tự. Mọi người cũng vẽ tương tự nhé. Mình cũng tạo ra một hình chữ nhật và mình giao cắt qua đối tượng như này. Bây giờ thì mọi người không lấy đối tượng 1 trừ đối tượng 2 nữa, vì mình muốn giữ lại cái phần tư này. Thì mọi người có hai cách. Một là mọi người chọn hai đối tượng và tích vào công cụ số 2. Công cụ số 2 là giữ lại phần giao nhau. Đấy, tích phát. Giữ lại phần giao nhau. Làm người được 1/4 nhé. Và rất là đẹp. Cái số 2 là mọi người tích vào công cụ cuối cùng là chia thành 3 phần. Đó, chia thành 3 phần nhé. Thì mọi người sẽ có phần số 1 như này. Mình sẽ lấy được cả cái phần khuôn ở cái này luôn. Phần số 2 là như này. Đấy, và phần số 3 là như này. Em hình dung vậy. Và đấy là cái phần ứng dụng của công cụ Solid Tool. Thì cảm ơn mọi người theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.